091 xin chào đến tất cả mọi người cùng các anh em chiến hữu nha. Thì hôm nay Hoàng Dũng 091 lại tiếp tục chia sẻ đến tất cả mọi người cùng các anh em một cái logo karaoke mà mình mới vừa nhận hợp đồng, mình mới vừa làm xong. Một anh ở dưới thành phố Cà Mau nhưng mà anh yêu cầu tại cái logo này chủ nhân người ta không yêu cầu để địa chỉ, đó chỉ là hai số điện thoại dưới cái tên karaoke. Thì cái tên karaoke của anh là Tây Bán Nhà, tên Tây Bán Nhà đó, anh yêu cầu để như thế thôi đó. Nhưng mà mình mới vừa làm hợp đồng xong, mới vừa giao xong thì mình thấy cái mẫu này nó cũng đẹp, thấy cái mẫu này nó cũng ok, thì mình muốn chia sẻ đến mọi người cái mẫu này, ai thích làm karaoke thì cái mẫu như vậy thì làm theo mình nhé. Đó thì mình mới vừa tạo ra và mình nói chung cái hợp đồng này mình mới vừa nhận vừa giao xong thì mình thấy cái mẫu này nó cũng hay, mình chia sẻ đến tất cả mọi người nhé. Rồi bây giờ mình vào BC Lab luôn nha mọi người. Rồi ok, đây là cái giao diện làm việc quen thuộc của BC Lab. Ta vào dấu cộng, vào thư viện thì ở đây những cái này là mình đã chia sẻ với mọi người hết rồi, những cái chi tiết trong cái logo này mọi người ha, những cái chi tiết trong logo này là mình đã chia sẻ với mọi người rồi hết rồi đúng không? Mình bấm lộn tí xíu ha. Đó thì ở đây ví dụ chẳng hạn như trước hết ở đây ta có một cái ảnh như vậy nha, đó cái ảnh vậy rồi ta đưa cái ảnh xuống ha. Ở đây là mình làm là chuẩn không hoàn chỉnh nữa nha, ở đây mình làm là chuẩn không hoàn chỉnh nữa, ta kéo cái ảnh cho nó rộng ra đây đi, xong ok đó đó ha. Nhìn cái ảnh là thấy cũng là hấp dẫn, thấy mọi người đó. Rồi tiếp đến ta vào thư viện, nói chung là những cái chi tiết ở đây ha là đều mình đã chia sẻ với mọi người hết rồi, không còn cái gì nữa hết nha. Ở đây ta tạo cứ một cái vòng, là cái vòng đó, thì cái vòng này ha, cái vòng này là mình cũng chia sẻ với mọi người rồi cách tạo cái vòng này ok đó, mình là chuẩn không hoàn chỉnh đó, ta làm xong là ta chỉ lắp ráp lại là chuẩn không hoàn chỉnh nữa là ok, không cần kéo tới kéo lui gì hết nha, đã chuẩn rồi là không hoàn chỉnh mà ha. Rồi tiếp đến nè, ta vào thư viện tiếp thì đây cái chữ karaoke này, cái chữ karaoke này mình cũng đã chia sẻ với mọi người rồi nha. Đó, nói chung là tất cả chữ và hình ảnh là đều mình chia sẻ với mọi người tất bằng tật, không còn thiếu gì hết đó. Rồi ok, chuẩn không hoàn chỉnh đó, bây giờ mọi người thấy chưa, bây giờ ta được một cái logo như vậy, đó chỉ đơn giản là ta được một cái logo ha, trông quá xinh xò chưa, nhưng mà chưa đó. Rồi bây giờ ta tích cái này lại đi nha, ta tích cái này lại, ta còn làm thêm việc nữa thì cái việc tích cái này lại và sale thì ok với mọi người rồi đúng chưa, nó cái việc tích này lại và sale ok với mọi người rồi. Bây giờ mình bỏ qua bước này ha, bỏ qua bước này mình không cần sale đó, giờ xóa bỏ nó nha, tại vì mình đã sale rồi nha. Rồi thì bây giờ sau khi sale xong, sau khi xong được cái logo như vậy rồi thì ta vào dấu cộng nè, đó cũng vào thư viện, nói chung là tất cả những cái đây là mình đã chia sẻ với mọi người tất tật rồi, không còn gì phải để phải nói đó. Thì sau khi cái logo ta sale xong rồi ta đưa nó vào ha, đưa cái logo vào đó thì nó nằm đây, mình làm là chuẩn không hoàn chỉnh nữa nha mọi người đó. Tiếp đến ta vào cũng vào thư viện nè, rồi tại đây mình có một cái vòng đó, làm lẹ luôn đó, ở đây mình có cái vòng, nói chung là chuẩn không hoàn chỉnh nữa, mình có cái vòng như vậy. Nói chung tất cả những cái vòng này ai thích thì vào Zalo mình hỗ trợ cho nha đó. Rồi ok đó ha, xịn sò chưa, mình làm là chuẩn không hoàn chỉnh nữa, cứ lắc là vào nha đó. Thì cái vòng này, cái vòng này nè mình cũng đã chia sẻ với mọi người hết rồi nha đó, còn cái vòng này mình tạo sau này đó. Cái vòng này thì nếu ai thích thì vào Zalo mình hỗ trợ cho nha đó. Nói chung còn cái tấm ảnh này thì quá ok rồi, diễn đơn giản, mọi người tải lên mạng thiếu gì, nói chung là một cái tấm ảnh này trên đó. Rồi xong, sau khi ta có hết như vậy rồi ha, thì bây giờ ở đây việc chỉ điền thêm số điện thoại và tên thôi là Thanh đó, đó. Nhưng mà chủ nhân anh này, anh ở thành phố Cà Mau, nhưng ngược lại cái anh yêu cầu là để tên ở trên này, tên cái quán karaoke trên này và ở dưới đây số điện thoại thôi. Thì giờ tiếp đến mình vào bộ sưu tập, mình lôi ra, nắm đầu nó kéo ra. Đây số điện thoại rồi ok đó, mình đã làm rồi là chuẩn không còn chỉnh nữa theo mọi người. Rồi tiếp đến nè, đây còn cái tên ở trên đó, đây rồi ok đó, Tây Bán Nhà rồi, ta cũng kéo xuống luôn, chuẩn không còn chỉnh nữa đó. Mọi người thấy chưa, bây giờ ta được cái logo ngon lành đó, chỉ tích tắc đơn giản thôi mọi người thấy chưa đó, đơn giản mà cái logo mọi người trông thấy xịn sò chưa. Là nói chung là làm logo ha, ở trên BC Lab này thì ta phải ha, sắp xếp làm sao cho nó hài hòa, nó đẹp là được đó. Bây giờ mọi người ha, chỉ trong tích tắc ta được cái logo rất ngon lành cho mọi người đó. Thì còn cái việc sale lại là mọi người quá ok rồi đúng không, đó bỏ cái nền trắng sale lại là cái chuyện đó quá mình ok với mọi người rồi đó ha. Đó nhưng mà ở đây video ở đây mình chỉ chia sẻ với mọi người là ha, gợi ý cho tạo mẫu và gợi ý cho mọi người làm theo
những cái mẫu, nếu mà ai thích làm theo cái mẫu như vậy thì làm theo thôi, chứ mình không bắt buộc nha. Đó, ý là mình gợi ý cho mọi người làm, nếu ai thích những cái mẫu như vậy thì làm theo mình vậy nha, còn ai không thích thì thôi, cái chuyện đó là bình thường nha. Ok, video chia sẻ của mình đến đây cũng đã kết thúc. Chúc mọi người thành công và cố gắng giữ sức khỏe. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới nha. Ai thích thì làm theo mà mình như vậy, còn ai không thích thì thôi nha. Đó, cái chuyện đó là quá bình thường. Ok.